Chiều ngày 2 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận giao hữu với các cựu cầu thủ từng tham dự SEA Games 2003. Chung cuộc, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung giành chiến thắng 3-1. Nhằm kiểm tra lực lượng sau 2 tuần tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung quyết định tung toàn bộ lực lượng mạnh nhất vào sân ngay từ đầu với những cái tên như Huỳnh Như, Thủy Trang, Bích Thùy, Hải Linh, Kim Thanh. Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng ở trận giao hữu chiều ngày 2 tháng 6. Đội tuyển nữ Việt Nam chủ động cầm bóng, chơi nhanh nhằm phủ đầu đối thủ. Tuy nhiên với kinh nghiệm, các cựu cầu thủ vẫn đứng vững sau hơn 10 phút đầu chịu sức ép. Thời gian tiếp theo, thế trận trở nên cân bằng hơn, hai đội chơi ăn miếng, trả miếng về phía khung thành nhau. Giữa hiệp một trận đấu, Huỳnh Như di chuyển thông minh pha bẫy Việt Vị để nhận đường truyền của Tiết Dung đánh đầu ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Có lợi thế, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi chậm nhằm tránh mất sức quá nhiều trong thời tiết nắng nóng. Đây là thời cơ để đội cựu cầu thủ cầm bóng tấn công. Phút 40, tiền đạo đối phương đệm bóng cận thành sau pha đá phạt hàng rào trúng xà ngang gỡ hòa tỷ số. Hiệp 1 khép lại với kết quả hòa 1-1. Bước sang hiệp 2 trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung thực hiện một số sự thay đổi. Dương Thị Vân, Thanh Nhã, Trương Thị Kiều, Hải Yến vào sân thay cho Diễm My, Thủy Trang, Huỳnh Như và Tuyết Dung. Thế trận đôi công tiếp tục diễn ra hấp dẫn, cả hai đội tạo nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành của nhau. Những phút cuối trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện được sự vượt trội về nền tảng thể lực, Ngân Thị Vạn Sự vào thay người và nhanh chóng có được cú đúp cho riêng mình để khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-1.